Bố ơi, mình làm gì mùa Covid? Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, trong những ngày mà cả thế giới phòng chống dịch bệnh Corona thì có rất nhiều trẻ em được nghỉ. Và đây là một việc cực cảm đã mà nhà trường, thầy cô giáo mới cho trẻ em nghỉ, vì tính mạng cũng như là sức khỏe là quan trọng hơn cả. Thế nhưng mà có rất nhiều những vấn đề nảy sinh. Trẻ em nghỉ ở nhà thì ai trông và sinh hoạt thế nào? Và tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người nghĩ bắt óc ra xem là sinh hoạt tập thể của các bạn nhỏ khi mà nghỉ ở nhà như thế nào. Vâng, xin mời. Cùng con vẽ tranh tuyên truyền về dịch Covid-19. Giống như nhiều học sinh khác trên cả nước, các con của nghệ sĩ Xuân Bắc hiện đang được nghỉ học ở nhà tránh dịch. Trong thời gian này, ông bố ba con cũng loay hoay không biết cho con làm gì, chơi gì. Tuy nhiên, Nam Tào đã nhanh chóng nghĩ ra cách trông con vừa ý nghĩa vừa thú vị. Cụ thể, anh đã tổ chức cho con trai và các bạn cùng vẽ tranh chủ đề phòng chống dịch Covid-19. Để hoạt động thêm thú vị và sôi nổi, nam nghệ sĩ còn tự mình đóng vai phóng viên, quay phim lại quá trình vẽ tranh của các con và phỏng vấn cảm nghĩ của từng đứa trẻ. Hello, chào bạn Bi. À, xin chào. Xin chào. Bạn đang làm gì đấy? Những người có quan sát thì sẽ không hỏi đâu. Cái gì? Nhiều người nhận xét, hoạt động mà danh hài Xuân Bắc tổ chức các con tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thú vị. Nó giúp những đứa trẻ thêm gắn kết với nhau, ngoài ra còn tăng hiểu biết kiến thức về dịch Covid-19. Tất cả anh em, đẩy lùi dịch bệnh! Hey no. Nổi tiếng từ lâu là ông bố chăm con khéo nhất showbiz với vô số vlog vào bếp làm cơm, làm bánh sinh nhật cho gia đình. Kiên Hoàng vẫn khiến nhiều fan hâm mộ phải trầm trồ vì sự đảm đang của mình. Trong vlog mới đây nhất, Cam Cam ở nhà mùa dịch làm gì, anh đã tự tay vào bếp làm món bún chả nem để chiêu đãi cho gia đình nhỏ. Bố Cam còn làm riêng chiếc nem size nhỏ cho cô con gái cưng của mình. Bên cạnh vào bếp nấu nướng, Kiên Hoàng cũng chơi đùa và cùng học tập cùng con. Ai muốn tô màu Kitty? Giơ tay cao. Ai nhở? Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với giờ học vẽ nhá. Anh cùng vợ là Hermione đã cùng Cam tập tô màu, hướng dẫn con vắt nước cam và lựa chọn các chương trình giải trí khoa học trên Internet để con học tập. Có thể nói những hoạt động chăm sóc mà Kiên Hoàng dành cho Cam Cam rất đáng để các ông bố học tập. Cho con chơi các trò chơi vận động tại nhà. Nhà đông con nên trong thời gian nghỉ dịch, vợ chồng Lý Hải Minh Hà khá bận rộn vất vả trong việc chăm sóc các con. Những ngày này, Lý Hải dành rất nhiều thời gian để phụ giúp vợ chồng con. Anh thường xuyên cho bốn nhóc tì tham gia các trò chơi vận động tại nhà như tập thể dục buổi sáng, đạp xe. Nam ca sĩ cũng khuyến khích các con dọn dẹp nhà cửa và hạn chế tiếp xúc với các món đồ công nghệ.